bạn đi. Được chưa? Đã về đi, phải đi chơi đấy. À. Ít anh ta muốn ta chơi trận mạnh mà đấy. À. Ít anh nhà người ta lấy phải người ta mang đồ đấy. Ừ. Vì nên nhà người ta vẫn nãy cái gì. Anh đang đợi gì đó đấy. Anh đây, anh đây, bây giờ mình đi phá ra chơi. Nhưng phá ra mà thì mình đi làm ra. No, I'm not going to be able to do it. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.